mọi người đã đến với cái kênh mỹ phẩm chính hãng Shop Bác Cứng. Và hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người về cái dòng kem body UN này nha. Cái này là Aqua Whitening Cream nha. Cái này là gọi là kem body. Kem body nha mấy chị em ơi. Đó, trên hộp nó có chữ UN nè. Mọi người đã thấy chưa? Đó. Và đặc biệt là phía bên này nó là có cái tem chống hàng giả. Cái này là một dòng sản phẩm mới. Đặc biệt là kem này là kem tích trắng tinh thể nước, hoạt chất của nó làm trắng sắp 3 lần kem dưỡng trắng thông thường, hiệu quả sau 7 ngày sử dụng. Và bên cạnh đó thì tinh thể nước tan trên da và cung cấp độ ẩm cho da, giúp da được mềm mịn và mướt. Cách sử dụng thì rất là đơn giản luôn. Cách sử dụng rất là đơn giản, cũng giống như những cái loại kem body khác. Nhưng mà dòng kem body này á, thì các bạn có một cái đặc điểm là các bạn sử dụng một ngày 2 lần là dành cho những bạn muốn dưỡng trắng. Còn mấy bạn mà muốn kích trắng cho da của mình á, được sáng hơn và đặc biệt là sẽ được trắng theo ý của mình á, thì một ngày mình sẽ thoa 3 lần, ví dụ buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều. Còn những cái dòng kem khác thì nó sẽ không có kích trắng mạnh bằng kem body này đâu nha mọi người ơi. Rất là an toàn nhưng mà đặc biệt là rất là nhanh trắng nha. Đây, cái kem bên trong của nó như thế này nha các bạn. Nó nhẹ nhàng hồng hồng rất là đẹp. Đó, khi mà mình xoa lên cái hộp kem nó sẽ bóng, rất là bóng bẩy, rất là đẹp. Đó. Và bây giờ em sẽ lấy một lượng kem và test lên da của em như thế nào nha. Trời ơi, kem chắc kem quá đẻ luôn mọi người ơi. Nhìn nó láng như mướt, như nước gì đó. Bây giờ em sẽ test lên cái tay này và so thử hai tay nha. Rất là mát luôn nha mọi người. Chất kem mịn mát. Và đặc biệt là nó có cái mùi thơm nhẹ nha. Kem này đang rất là hot luôn. Em thấy rất là nhiều chị em phụ nữ đang xài kem này. Đó. Mấy chị muốn trắng nhanh hơn á, là một ngày dùng 3 lần. Còn mấy chị mà muốn trắng mà dạng như là dưỡng trắng thôi á, là mình dùng một tuần á, là một lần thôi. Mới đầu á, là mấy chị sử dụng một ngày 2 lần. Sau khi đủ cái độ trắng sáng và cái độ trắng sáng để theo cái ý muốn của mình rồi á, là tuần mình sử dụng, một ngày mình sử dụng một lần thôi nha. Là 7 ngày là 7 lần đó. Kem nó thấm lĩnh vào da rất là nhanh nha các chị em. Và đặc biệt kem này á, khi mà thấm vào da nó rất là mướt. Nó rất là mướt luôn. Nó mướt da lắm nha mấy chị. Và đặc biệt nó sẽ không có bết, không có bị bết kem nha. Nó rất là ráo. Đụng lên nó rất là ráo. Nhưng mà nó không chỉ ráo mà làm da mình mướt rất là ok luôn. Mình đã test xong hai cái sản phẩm kem body UN này rồi. Đó, cái chất kem của nó không có bết dính, cũng không có lộ kem, mà chất kem của nó không có dày như những cái loại kem sản phẩm kem body khác nha. Cái chất kem nó mắc cúp cho da rất là mỏng manh nhưng mà nó không bị lộ kem, mình rất là khoái. Đó, cái da mình cảm giác nó ráo lắm nha mọi người, nó không có nhớt, nó ráo mà nó nhẹ da lắm, rất là nhẹ da. Và thoa lên thì nó trắng rất là thật, nó trắng rất là thật nha mọi người. Mọi người có thể tham khảo trên này nè. Đó, mọi người đã thấy cái tay em bật tông lên rồi nè. Rất là láng nha, nó rất láng lắm. Mà cảm giác mình nhìn vô cái tay của mình là rất là tự nhiên. Nó không phải là trắng kiểu trắng bạch đâu. Nó trắng rất là hồng da nha mọi người. Kem này, sản phẩm này là em đang có bán nha. Chị nào thích cái dòng sản phẩm kem body này á, đặc biệt là những cái chị mà da nhạy cảm á, thì dùng cái loại này cũng rất là an toàn cho da luôn nha. Chú ý, vì kem có hoạt chất làm trắng mạnh nên những vùng da làm tối màu, những vùng da tối màu ví dụ như dưới cánh tay và vết rạn da thì thoa riêng 3 đến 4 lần để đảm bảo trắng sáng và mờ thâm. Đối với những cái chị mà da, ví dụ da vùng nách nè, vùng thâm ở những cái chỗ khác á, mà muốn trắng đều lên cái da của mình là mấy chị phải thoa một ngày 3 đến 4 lần để cái da của mình được đều màu và sáng hơn nha. Em đã giới thiệu xong về kem dưỡng trắng UN rồi. Chị nào cần đặt hàng thì hãy nhanh tay comment cho em để bên em được chốt đơn ship hàng. Và nhớ nhấn đăng ký theo dõi bên em để
bên em sẽ ra rất là nhiều video khác cho mấy chị xem về cách sử dụng tất cả các loại mỹ phẩm đang hot nha. Bây giờ em sẽ bye bye mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye mọi người, chúc mọi người luôn xinh đẹp và thành công nha.